Duy Anh Web thiết kế website chọn gói chỉ từ 2,8 triệu tặng tên miền hosting hotline tư vấn làm web 18006223 website duyanhweb.com.vn. Review sách 4 mùa cuộc sống Jim Rohn, những quy luật thành công trong bản giao hưởng cuộc đời. 4 mùa cuộc sống, The Season of Life là cuốn sách đầu tiên của Jim Rohn, được xuất bản năm 1981 và đã nhanh chóng trở thành một kiệt tác của nhân loại. Sách không chỉ viết về những ý tưởng trong việc phát triển bản thân đơn thuần mà còn là những chiêm nghiệm về cuộc sống. Văn chương, triết học, kinh doanh, kinh tế, càng đơn giản càng thấm thía, đó là những gì người đọc có thể cảm nhận được khi đọc xong cuốn 4 mùa cuộc sống của Jim Rohn. Giới thiệu tác giả sách 4 mùa cuộc sống, không chỉ truyền cảm hứng cho người đọc qua những tác phẩm của mình. Bản thân Jim Rohn và cuộc đời của ông cũng đã truyền động lực và là một bức minh họa rất đời cho những ai đang tìm kiếm niềm tin vào cuộc sống. Jim Rohn lớn lên ở một vùng nông thôn với nền tảng gia đình không có gì nổi bật. Sau khi học năm đầu tiên đại học thì ông quyết định nghỉ học và khởi nghiệp chỉ với tấm bằng trung học trong tay. Bước ngoặt đến với ông thì Jim gặp được người thầy vĩ đại của mình là Earl Swap. Được truyền cảm hứng từ người thầy, ông đã quyết định sứ mệnh cả cuộc đời mình sẽ là truyền giảng về sự khai sáng. Kết quả, ông đã trở thành nhà văn, doanh nhân, diễn giả thành công và có tầm ảnh hưởng nhất mọi thời đại. Những tác phẩm vô cùng quen thuộc với bạn đọc Việt Nam có thể kể đến như 4 mùa cuộc sống, những mảnh ghép cuộc đời, 7 chiến lược thịnh vượng và hạnh phúc, triết lý cuộc đời hay châm ngôn ngày mới. Sách 4 mùa cuộc sống của Jim Rohn có thể miêu tả là đơn giản như cuộc sống nhưng cũng thấm thía như cuộc sống. Thông qua cuốn sách của mình, tác giả chỉ ra điểm tương đồng trùng khớp giữa sự thay đổi của cuộc sống với sự chuyển mình của 4 mùa. Chỉ khi hiểu được quy luật này, con người mới có thể vững vàng trước những sóng gió của cuộc sống. Đơn giản vì, đó đã là quy luật rồi. Về cơ bản, nếu coi cuộc đời con người là 4 mùa trong năm thì chúng ta nên sẵn sàng đối diện với 4 giai đoạn trong đời. Tương đương với 4 mùa cuộc sống. Mùa đông lạnh lẽo sẽ là khởi điểm của những cô đơn, thất vọng, nghèo khó và đôi lần gục ngã. Mùa đông chắc chắn sẽ đến, đó đã là quy luật tất yếu của vũ trụ. Việc chúng ta cần làm không phải là căm ghét, chạy trốn khỏi mùa đông mà hãy chuẩn bị tâm lý, kiên nhẫn với nó và trang bị tâm thế sẵn sàng rèn luyện bản thân để vươn mình mạnh mẽ khi mùa xuân sắp tới. Mùa xuân, mùa đông đã qua đi thì mùa xuân sẽ đến. Mùa xuân là thời điểm vạn vật vươn mình mạnh mẽ. Cây cối đua nở sau một mùa đông dài ấp ủ, với 4 mùa cuộc sống của đời người thì đây là lúc cơ hội đã đến. Duy Anh Web liên tục khai giảng khóa học bán hàng online đa kênh 4.0 cầm tay chỉ việc một kèm một hotline tư vấn khóa học 18006223 website duyanhweb.edu.vn. Hãy nhanh chóng nắm bắt và tận dụng, vì mùa xuân chỉ đến một lần trong năm, cơ hội sẽ không đến nhiều lần trong đời. Hãy bắt lấy trước khi nó vội qua đi, mỗi ngày được ban cho chúng ta như một mùa xuân mới. Những suy nghĩ, hành động, mơ ước và nỗ lực của hôm nay sẽ mang lại mùa gặt ngày mai. Mùa hè đến là lúc cây cối tốt tươi nhưng cũng cần được chăm sóc và bảo vệ. Chúng ta cần liên tục nỗ lực để chống lại lũ côn trùng và cỏ dại. Những vật cản đó chính là sự sao lãng trong tâm trí khi chúng ta đã có một chút thành quả trong đời và bắt đầu chững bước lại. Đó là lúc cái tôi bị thử thách có đi đến đỉnh cao của thành công hay không, phần quyết định nằm ở mùa hè này. Mùa thu, gieo nhân nào gặt quả ấy. Một điều tất lẽ dĩ ngẫu chẳng sai bao giờ. Gieo đi hạt sồi nhỏ, ta sẽ nhận cả cây sồi to. Con người chẳng thể nào nằm ngoài quy luật tự nhiên này. Người khác thành công bởi vì họ đã vất vả gieo trồng trên cánh đồng của họ và kiên trì chống lại lũ sâu bọ suốt từ xuân, hạ, sang thu. Mùa thu chính là mùa gặt quả, nhưng thành quả hay hậu quả thì còn phụ thuộc vào sự cố gắng của mỗi người. Bài học trong 4 mùa cuộc sống. Vô cùng đơn giản, vô cùng tự nhiên, đó là những nhận định đầu tiên sau khi tôi đọc xong 4 mùa cuộc sống. Ít ai có thể ngờ một cuốn sách bé nhỏ lại hàm chứa nhiều triết lý sâu sắc về cuộc sống đến như vậy. Với kinh nghiệm, sự từng trải trong cuộc đời làm kinh doanh, Jim Rohn đã để lại một kho tàng tinh thần vô giá cho người đọc. Dù có ở thời đại nào, những triết lý trong 4 mùa cuộc sống vẫn giữ nguyên giá trị bất biến của mình. Liệu chúng ta có thể nào chỉ cố gắng trong một mùa và dừng lại ở những mùa sau đó? Không, cây cối mùa thu có tốt tươi đến mấy nhưng bị bỏ mặc với sâu bọ và thời tiết khắc nghiệt của mùa hè thì cũng chẳng thể kết trái đơm hoa. Người ta nói, bạn sẽ thấm thía nhất triết lý trong cuốn sách khi đã có những trải nghiệm và những vấp ngã trong cuộc đời. Jim đã nói đúng đến từng từ một. Hãy đọc sách 4 mùa cuộc sống và suy ngẫm với nó với một thái độ bình tĩnh để nhận biết được bản thân mình đang ở đâu. Thất bại không phải là điều xấu vì mỗi giai đoạn trong cuộc đời bạn đều có ý nghĩa và hãy tận dụng nó. Mỗi giai đoạn đều là bước đệm cho những bất ngờ không thể đoán trước trong những năm tháng về sau.
Lời kết, nếu bạn đang chán nản về cuộc đời hay đang mông lung quay cuồng trong những biến cố và sự đổi thay của cuộc sống, hãy cầm cuốn sách này lên. Nó sẽ là ngọn hải đăng dẫn đường cho bạn qua những lúc bão lòng. Cảm ơn bốn mùa cuộc sống, cảm ơn Jim Rohn, người thầy vĩ đại với những triết lý đơn giản nhưng vô cùng sâu sắc. Đừng đi trước tôi, có khi tôi sẽ chẳng theo sau. Đừng đi sau lưng tôi, có lẽ tôi sẽ không dẫn dắt. Hãy đi bên cạnh tôi và làm bạn cùng tôi. Duy Anh Web thiết kế website chọn gói chỉ từ 2,8 triệu tặng tên miền hosting hotline tư vấn làm web 18006223 website duyanhweb.com.vn.